Xin chào mọi người, xin chào tất cả các cô, các bác, các chú và tất cả mọi người cùng đam mê làm bên nông nghiệp. Thì hôm nay là mùng 1 Tết năm 2020, năm Canh Tý. Thì cũng có đôi lời chúc Tết tới tất cả mọi người, tất cả bà con. Thì cũng một năm 2019 cũng nhiều sóng gió, cũng nhiều vật vã, cũng nhiều là khó khăn đi qua đối với nông nghiệp. Thì sang năm 2020 thì hy vọng là một năm sẽ thuận lợi hơn, nhiều cái thành công hơn. Thì cũng kính chúc tất cả các cô, các bác, các chú là một cái Tết là ấm no, hạnh phúc bên những người thân của mình. Và kính chúc tất cả các cô, các bác, các chú và tất cả mọi người, cũng như mọi người làm bên nông nghiệp, là có một năm là thuận lợi hơn, gặp nhiều may mắn. Và cái đầu tiên vẫn là dồi dào sức khỏe, bởi vì nông nghiệp là cái tiên quyết đầu tiên, vẫn là sự bền bỉ và sức khỏe. Có sức khỏe mới có thể là làm được nhiều việc hơn so với cái những cái đặc thù cái khác. Thì chúc mọi người thời tiết là thuận buồm xuôi gió hơn để sản xuất được nhiều cái nông phẩm và đã có cái giá trị cao hơn. Và cũng như chúc mọi người gặp được những người đồng hành trên con đường làm nông nghiệp của mình nó thuận buồm hơn. Cũng như và hy vọng mình cũng sẽ gặp được tất cả các cô, các chú, các bác ở đây xem clip này, hoặc là xem theo dõi kênh và chia sẻ nông nghiệp ở trên kênh, cũng như là những người gặp trên kênh mạng xã hội là những người làm nông nghiệp tâm huyết, là mang hy vọng, mang đến những cái sản phẩm tốt nhất có thể ra ngoài thị trường, cung cấp tất cả các loại giống cũng như các loại nông phẩm tốt nhất để đưa ra ngoài thị trường và giá tốt nhất có thể. Và hy vọng mọi người cùng nhau chia sẻ để giúp nhau làm những làm nông nghiệp tốt hơn, chia sẻ cùng nhau những cái hay ho, những cái mà kinh nghiệm, những cái mà học được, những cái trải qua, để hy vọng có một năm thuận lợi hơn và gặp nhiều may mắn hơn. Và đặc biệt bên làm hoa Tết này, rồi hoa ly sẽ hy vọng sẽ chia sẻ, giúp đỡ và cùng đồng hành với tất cả mọi người ở đây, để mọi người có những cái sản phẩm là đảm bảo hơn, những cái sản phẩm mà tốt nhất và hiệu quả kinh tế cao nhất, để mọi người có thể là cùng nhau là cải thiện kinh tế và làm giàu. Rồi, một lần nữa xin chúc tất cả mọi người sức khỏe thật nhiều, sức phải khỏe, rồi là tiền bạc dồi dào, tình cảm luôn luôn đong đầy và thuận trời xuôi gió. Hy vọng chúc tất cả mọi người thành công trên nhiều mặt trận, cũng như đặc biệt là bên mảng nông nghiệp. Xin chào tất cả mọi người một lần nữa, và hy vọng mọi người chúng ta sẽ cùng đồng hành trên các phương diện